Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm rất hữu ích đã được rất nhiều các cơ sở spa tin dùng trong thời gian vừa qua. Đó là mô hình dùng để thực hành lối mi mắt. Việc chúng ta lối mi mắt sẽ tạo ra những bộ mi rất đẹp để chúng ta có thể đi dự các sự kiện sinh nhật hay là hội họp hay là đơn giản là chúng ta làm đẹp hàng ngày. Do đó thì muốn tạo ra những bộ mi đẹp thì chúng ta phải có một tay nghề nhất định. Và khi những người mới thực hành thì có thể chưa nắm chắc kỹ thuật hoặc là yếu tố tâm lý có thể làm hỏng bộ mi của khách hàng. Nhưng với mô hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm thực hiện một cách nhuần nhuyễn các kỹ thuật và tạo ra các bộ mi ưng ý trước khi chúng ta thực hành trên khách hàng thật. Về cấu tạo của sản phẩm thì mô hình được làm từ chất liệu là nhựa PVC kết hợp với cao su lon và pha silicon, do đó cho cảm giác như là người thật, và đặc biệt là cấu tạo mi mắt là tương đối giống với lại người thật. Do đó chúng ta có thể là yên tâm thực hành nhuần nhuyễn các kỹ thuật và sau đó chúng ta với lại tiến hành trên khách hàng của chúng ta. Đây là một mô hình đã giúp rất nhiều các cơ sở spa đào tạo ra các học viên có tay nghề, trình độ giỏi và làm ra những bộ mi rất ưng ý cho khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu cũng như là quan tâm về sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại để được tư vấn thêm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.